Đầu tiên là mình chia sẻ những loại thuốc trị giày xanh nhé, bọ nhảy và một số côn trùng chích chút khác. Thì một số loại thuốc có những thành phần như này thì anh em có thể kết hợp lại, hoặc có những thuốc nó có hai ba thành phần như thế này. Nhưng mà đây là một những thành phần chính mình thấy sử dụng nó hiệu quả về trị giày xanh nhé. Và nói chung mình luôn phiên nhau sử dụng thì nó hiệu quả hơn. Tiếp theo là một số thuốc có hoạt chất trị bệnh hiệu quả như nấm hồng, tán thư, đốm lá và lá đốm mắt cua, nấm thân và lợi cầu rễ nhé. Thì một số loại thuốc này anh em cũng có thể kết hợp xen kẽ nhau, và có những loại mình có thể quét lên cây được nhé. Mang dép với nói chung là mình pha dày lên, pha pha cái lượng đậm đặc lại mình có thể quét lên cây để